Xin kính chào quý vị. Nãy cơ mình đang có mặt ở đường Trần Hưng Đạo, quận 5, quận 1 Sài Gòn, hướng về quận 1 quý vị. Tối ngày 1 tháng 9 2017, trời Sài Gòn mới vừa mưa xong, mát quý vị, nhiệt độ giờ khoảng 27 độ C. Đường Trần Hưng Đạo này nó nối liền giữa chợ lớn và chợ Bến Thành ấy, vậy là một trong những con đường cổ lâu đời nhất ở Sài Gòn, và đoạn đi qua chợ lớn ngày xưa tên là đường Đồng Khánh á, bây giờ chia làm là Trần Hưng Đạo A là đoạn bên quận 1, Trần Hưng Đạo B là qua đoạn quận 5 ấy, vậy không phải là đường Trần Đình Xu. Đường Hồ Hảo Hớn cái gì. Không phải là bệnh viện răng hàm mặt. Bên trái là khách sạn Bùn Man. Ngày xưa là Metrobon cái gì. Và góc bên trái đây là đường Nguyễn Cư Trinh và nhà hát cải lương Trần Hữu Trang ấy. Lâu lâu có hát cải lương đó. Quẹo trái đây là khu phố đi bộ Bùi Viện là gì? Thank you.
tối thứ sáu vậy là bắt đầu kỳ nghỉ 3 ngày Quốc Khánh ở Việt Nam nè. Cống Quỳnh là cái gì? Qua khỏi phố đi bộ rồi đó. Bên tay trái là trường đại học sân khấu điện ảnh nè. Xe giường nằm đi Nha Trang nguyên đêm rồi. Phải qua đây là đường Nguyễn Trãi, ngày xưa có tên là Võ Tánh cái gì. Ở bên trái đây là đường Lương Hữu Thánh đó, và kế bên đó là nhà thờ Viện Sĩ buổi tối đó. Rồi bên phải là đường Tôn Thất Tùng, ngày xưa đó là đường Bùi Chu ấy vậy.
BMW đẹp quá vậy. Rồi đường Nguyễn Trãi này hướng ra ngã 6 Phù Đổng thì nơi tập trung nhiều cửa hàng bán đồ hiệu. Ok, thank you. See you quý vị clip tiếp theo nha.